cho mọi người sau khi đi gì ném bắt quỷ giả hạn sắp mặt thì mình cuối cùng cũng triệu hồi được em lên vào phường và trở lại thành. Wow. Em này thì cửa hồn tích hợp và luôn nhập đạo địa tạng chưa tài. Bây giờ mình sẽ gì ta? Đúng rồi. Mình nuôi em này lên năm hồn. Em này sẽ phục vụ để đi mấy cái phó bản rất là hiệu quả. Có một giải thích thân hồi máu. Ơi tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn người đã theo dõi. Mời các bạn like và subscribe.